Rồi. Chúng ta update cho tôi cái hàm kết của cái của cái category controller nhá. Hàm kết thì chúng ta sẽ có cái list kết, nó sẽ bằng category own này. Sau đó list kết nó sẽ bằng get option của cái list kết truyền vào và truyền ra ngoài view. Ở view thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng vòng for. For bây giờ cái list kết này nó chuyển sang array. Cho nên chúng ta phải biến đổi cái key và value của nó. Key thì nó sẽ có dư chữ x, chúng ta xóa chữ x đi. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành hiển thị ra cái option, thì chúng ta có option value bằng key và cái text hiển thị ra ngoài nó sẽ chính bằng cái value. Bây giờ nó sẽ có thêm cái trừ trừ. Được chưa? Xếp xuống. Còn lại thực hiện như bình thường thôi. Được chưa? Có ai có vấn đề gì không? Đọc team view nào. Bật team view lên, tôi sẽ remote cho. 922 mấy 599 646 gì vậy? Pass là gì? Rồi, undefined function get option. Cái này tức là bạn chưa có helper. Đâu cái thư mục helper của bạn đâu? Không thu vào được. Đâu? Đây đúng không? Rồi. File sai rồi. Đây cơ mà. Gì đây? Thấy chưa? Vẫn sai này. Để coi nào. Category hàm create đâu? Hỏi chấm. Hàm create đâu? Cái gì đây? Hỏi thanh niên này. Nó lại get all này, tương cái này ở dưới này thì làm sao mà hiển thị được. Comment nó vào luôn đi. Đây là hàm all đúng không? Return rồi thì comment thì còn chạy làm sao được nữa. Đúng không? Return thì nó dừng lại ở đây rồi. Đây là kết repository, kết controller cơ mà. Đây hàm request này, list kết chúng ta sẽ có như này này. Get option list gate, chuyển ra ngoài list gate. Rồi ok. Vẫn sai. Form let void list gate as key value. Key enter replace. Đúng rồi, selected. Đúng rồi. Key value đúng rồi. Sao lại không ra? DD vào đây.
rộng luôn. Giờ được giá trị rồi này, chứng tỏ là gần hàm get option sai. Được chưa? Xong chưa? Vẫn giống. Cô bị ngáo rồi. Tôi nghi lắm. Cái database đâu? Database đâu châm? Chạy đi. Đấy, này làm sao mà xử lý được? ID bằng 2 là con của 2 à? Làm sao mà ra được? Ừ thì sai từ trước đến giờ. Rồi. Được chưa bà? Tôi đến A bà luôn. Cái này hình như bài trước tôi đã bảo bạn sửa rồi thì vậy. Không cái gì mà không. Được chưa? Đấy. Phải gì? Phải gì? Team view đi. 5 4 1 7 7 5 8 8 mấy 8 mấy 4 8. Từ từ, bình tĩnh. Ông hết được dùng rồi. Expire rồi. Crack đi. Crack xong rồi nói chuyện tiếp. Ai bảo dùng bản trả phí? Tôi dùng từ lâu lắm rồi. Ở đâu nhỉ? Khi mà cài, khi nào TeamView này, khi mà cài chúng ta cài chọn non-commerce và personal thì nó sẽ trả bao giờ đòi phí của chúng ta. Cho cái thằng kia nó ăn ở. Rồi tiếp nào, người nạn nhân tiếp theo. Đọc mã. Ultra view không có trên mã.
đọc không có trên Mac, chứ không tôi đã cài rồi. Đọc nào. Việt Nam chỉ thế thôi. Thấy chưa? Cái lỗi này mà cũng không biết biết ở đâu. Này comment này đâu phải là của PHP, này của HTML mà. Xem còn ở đâu không, đây nữa này. Comment trong PHP là như nào? Tôi xóa bay nó đi. Sao? Coi nào. Form rồi. Tiếp. Đọc. Hai chín ba hai không năm sáu một tám bao nhiêu? 4 3 9. Tội này giống tội của Trâm. Đúng. Ở đấy mà đúng. Thế ai? Giống hệt nhau luôn. Chị em ruột. Sinh đôi, khác cha khác mẹ. Sai giống hệt nhau. Ê mày kinh. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Mở ra coi nào. Mở cái CMD lên xem nào. Tôi lỡ tay tôi tắt cái CMD. À, kinh nhờ, xịn nhờ. Rồi sao? Quá htdoc 1702 Sam để đâu vậy? Sao cô biết? Đâu nhỉ? Đây à?
chạy này. Không mà chạy đi tết. Đâu rồi? Nó chưa chạy xong. Chạy xong rồi nè. Đơ luôn rồi. Máy à, mạng chán đấy nhở. Nó chạy xong từ bao giờ rồi, nó vẫn ở đây, nó vẫn cứ thế này. Đâu vì sao đứa khác thảo luận mấy 176 724 350 mấy 6633 sao này là sao này cũng giống châm mở DB lên tôi nghi lắm. Navicat mày để làm gì vậy? Hả Luân? Mở category ra hả? Đây nữa này. Tự nó là con của nó à? Sao lắm thể thao văn hóa này trời. Chỗ nào cũng thể thao văn hóa, ông chuyển sang thể dục, thể diếc đi đi. Rủ nhau sai rồi. Đào Linh. Nó không giống thế. Nó không giống.
DB của chúng ta. Xong chưa? Tiếp tục này. Ở đây như nếu mà như thế này, nếu mà chúng ta có cái giao diện như này là chúng ta bắt buộc phải chọn một thằng danh mục nào đấy đúng không? Nếu thế vậy tức là chúng ta không thể tạo ra được một cái danh mục cha, danh mục gốc, không có cha được, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ tiến hành như sau. Ở đây chúng ta nhét thêm một thằng option vào nữa thôi. Option có value. Chúng ta đặt cái value bằng 0 là value gốc root. Và chúng ta có cái ngang như này thôi. Chẳng có cái nội dung gì ở trong. Đó. Người ta tự động người ta chọn cái được chọn cái này là category rộng. Không có gì cả. Tiếp theo là để viết là Nguyễn Ngọc Trâm. Đấy. Để khởi xướng ra một rổ lỗi các bạn giống nhau. Đây Nguyễn Ngọc Trâm, không có cha. Nhá. Nó bị trùng hợp, không cố ý. Rồi, tiếp theo. Nhưng mà nếu mà như này sao? Kiểm tra trường hợp tiếp theo, tạo mới. Không điền gì, submit lên. Lỗi luật. Nhưng mà tôi không thích lỗi như này. Đúng không? Ừ thì nó cũng hiển thị lỗi. Nhưng mà nó hiển thị lỗi như này thì kinh quá. Nhá. Thế vậy thì sao? Bây giờ chúng ta phải tiến hành là validate cái giao diện kia xem nó có đầy gửi lên đầy đủ những cái lỗi của chúng ta, lên đầy đủ những cái thông tin chúng ta cần hay không. Đúng không? Nếu mà không đầy đủ thì phải trả để cho người ta một cái message nào đấy nó tử tế và đẩy ngược lại cái màn hình người ta đang thêm sửa xóa dữ liệu ấy. Chứ không thể nào có cái chuyện ở đâu hiển thị ra mỗi cái error như kia được. Nhá. Chúng ta làm nào. Nghiên cứu dễ nhất là vào tài liệu đọc, dở sách ra ta có. Validator. Rồi. Cái gì đây? Khiếp à. Cũng thế. Ở đây validation đây rồi. Không. May quá. Mở được sách rồi. Rồi các bạn tìm hiểu đọc qua một lần đi xem nó như thế nào, nó hoạt động làm sao. Và tí nữa Hiếu sẽ giúp tôi làm cái phần này. Bởi vì tìm hiểu rồi mà.
Hả? Tôi không biết ông vào cái nào, tí nữa ông phải đọc cho tôi để tôi code lại, để tôi validate được cái form kia. Có mỗi một yêu cầu là phải có cái name thôi. Ông muốn làm nào làm. Link phải không? Được. Tí nữa sẽ xử lý link xong. Tôi có thể ép người quá đáng hơn nữa mà. Đến cần bao nhiêu phút để đọc và để demo được? Hiếu? Hả? Cho phép tối đa 15 phút. Không hơn. Sau thằng Hiếu sẽ đến thằng A. Nếu Hiếu không làm được. Sau Hồng An sẽ đến thằng Linh. Nếu mà kịp chúng ta sẽ validate xong rồi sẽ đến phần middleware rồi.
không như giá đang lốt đó. Khổ đừng hỏi.
đọc làm demo đi. Đọc không không đem lại cái gì không? Ông hiểu xong chưa?
Rồi, 8 giờ rồi. Hiếu nào, xem có cái gì hay không ạ? Muốn validate ở phần save này. Validate cái request gửi lên. Thích làm gì lại? $this cho đến validate. À? Get name. Rồi. Mỗi thế này rồi. Tiếp tiếp. Nếu mà muốn hiển thị cái lỗi ra làm nào? Thì hiển thị cái lỗi ra ở đây, ở cái chỗ điền kết name này này, đâu nhỉ? Đây là list cái form ở đây, ở cái chỗ này ngay dưới cái input làm nào? Hiển thị cái lỗi ra làm nào? Máy nó nóng quá làm sao? Chờ chút nhá, để tôi xem lại cái video đã lưu xong chưa. Đây rồi, ngày 28 đây rồi. Rồi, đang quay rồi. Tiếp tục. Chúng ta muốn hiển thị lỗi đây sao? If cao phổ biến error đây à, lớn hơn không thì sao? Ví dụ thẻ span ý, class bằng take trừ danger, rồi rồi hiển thị take, hiển thị lỗi ra để làm này bằng cái gì? Đô la error cho đến first của create cái dưới name. Rồi chúng ta test cái nhá, bách lại reload không điền gì. The create name field is required, được chưa? Thì bây giờ tôi giải thích nhá. Cảm ơn Hiếu. Giải thích này. Cái this là cái gì? Nó chính là cái đối tượng đang được set là của category đúng không? Đúng không? Category controller. Thế tiếp theo cái this này trỏ đến cái validate. Validate thì nghĩa là gì? Nghĩa là gọi cái hàm validate. Được chưa? Nó gọi cái hàm validate. Nhưng mà tại cái category controller này không hề có cái hàm nào gọi là hàm validate cả. Tức là nó sẽ lấy cái hàm đấy từ controller của Laravel. Được chưa? Tức là cái hàm validate của Laravel nó đã có sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc dùng thôi. Được chưa? Thì cái hàm validate này sẽ có 3 tham số. Tham số đầu tiên là cái request, tương đương với cái việc là chúng ta sẽ tiến hành là cái request thì nó chứa các cái dữ liệu truyền lên đúng không? Đúng không? Do đó là chúng ta sẽ có thể là nó sẽ phân tích cái những cái dữ liệu truyền lên. Tiếp theo, cái tham số thứ hai, cái này là rule. Rule tương đương với việc là validate những cái field nào. Đây này, cái này này, nó chính là cái name của cái input, hoặc là name của cái select box, hoặc là cái name của cái take area. Được chưa? Validate cái cột này, cái dữ liệu này với cái require. Require là yêu cầu bắt buộc phải nhập vào, đúng không? Chúng ta còn rất là nhiều các cái rule nữa. Ví dụ như là min này,
Đây, chúng ta có rất là nhiều. Trong này có một rổ các thứ các kiểu. Đấy, nhìn tôi kéo chưa hết đâu. Đây, 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 đây. Available validation rule. Cực kỳ nhiều. Có validate là cái gì đâu ta? Require, đây. Require này, require if này, require unless, require with all, các thứ các kiểu, numeric, email, distinct, file, fin, image, enumerate, cực kỳ nhiều. Được chưa? Tôi chỉ ở chúng ta chỗ để đọc thôi. Còn đọc như nào đấy là việc của chúng ta về tự mần mò. Được chưa? Không chỉ sâu hơn đâu. Có cái nào khó tôi mới chỉ thôi. Còn những cái dễ thì chúng ta tự động làm. Được chưa nhỉ? Đấy, đấy là xong về cái phần rule nhá. Trong các bạn nhìn đây này, cái tham số thứ hai là tham số rule thì nó là cái gì? Mảng. Mảng là sao? Cho phép chúng ta validate được nhiều tham số truyền lên. Được chưa? Hoặc có thể không validate cái gì cả. Được chưa? Tiếp theo, nếu một cột, nếu một cái kết name là chúng ta muốn validate nhiều rule thì sao? Có một cách đầu tiên là như này. Như này, ví dụ như min 2.4 chẳng hạn. Tức là cái kết name này phải bắt buộc dài hơn hoặc bằng 4 ký tự. Được chưa? Đấy là cái nếu mà chúng ta muốn validate nhiều thì lại thêm cái rule nữa thì lại gạch đứng. Được chưa nhỉ? Đó. Còn cái nữa. Đó là chúng ta làm này. Chuyển lên một cái array. Chuyển lên một cái array và ở dưới này chúng ta có cái require. Trỏ đến giá trị là bao nhiêu nếu có. Ví dụ require không như này cũng được. Require thường thường không có giá trị đúng không? Chúng ta có thể là min trỏ đến 4 chẳng hạn. Được chưa? Hay là equal hay là chúng ta có thể là ignore các thứ các kiểu ở trong này. Được chưa? Đây là cách thứ hai để làm việc với nhiều cái rule của chúng ta. Tiếp theo cái tham số thứ ba là tham số optional. Tham số optional. Tham số này nó chính là cái tham số message. Tương đương với như này, chúng ta sẽ có là category, nếu tôi nhớ không nhầm. À, nó kết name chứ. Lâu lắm tôi không động vào. Kết name trỏ đến. Trong này là một cái array. Fill kết name validate cái require thì sẽ có message là vui lòng nhập dữ liệu cho tên danh mục giải ngoại. Được chưa? Xong bây giờ chúng ta test. Ồ, không được rồi. Thế nào? Chuyện như nào? Tôi nhớ không nhầm là như thế này. Chờ một chút nhá. À đúng rồi, cái name chấm. Không, cái này. Rồi. Vui lòng nhập dữ liệu cho tên danh mục. Được chưa? Ba tham số. Đây là cái cách chúng ta tiến hành validate dữ liệu. Ngay trong hàm chúng ta còn vài cách nữa. Có ba cách. Ba cách validate. Đây là validate, chúng ta có validator rule và có request. Ba cách. Đẩy cố lên nhá. Đây cách đầu tiên. An ngâm cứu cho tôi cái rule nhá. Rule validator. Cách thứ validate thứ hai. Thực ra chúng ta chỉ cần nắm được duy nhất một cách trong ba cách này được rồi, nhưng tôi giới thiệu hết. Cách validate tiếp theo. Còn một cách nữa, hai cách nữa.
Linh nghiên cứu tôi cái request nha. Nào, đến với cách thứ hai này, trong tài liệu nó cũng có nhắc đến đấy. Đây, cách đầu tiên thì Hiếu đã chỉ rồi. Cách thứ hai để tôi coi nào, khúc giữa giữa gì đấy nhớ lắm. Đây à? Đây à? Đâu? Đây, đúng rồi. Đọc đi. Nào, như nào? Đây là cách thứ nhất, tôi comment vào nhá. Comment cách thứ nhất nhá. Chúng ta đến cách thứ hai. Là như nào? Ngâm lâu thế, không, nó thích cách này, kệ nó. Nào An, đọc. Có mơ có hột, không yêu đào đâu ra Lola Validator. Ông Thánh này. Rồi thì đô la validator bằng cái gì? Validator 2.2 chấm. Make. Ôn. Sao nữa? Một cái mạng. Giống ở trên đúng không? Messi có giống không? Tóm lại là có không? Nếu có thì viết như nào? Bây giờ tôi muốn custom Messi. Hả? Có thế thôi. Ba lông bùng. Này gì? Xong chưa? Xong chưa? Thật không? Xong chưa? Rồi.
Sao? Xong rồi đấy. Xong rồi đây. Tèo đây. Để im không? An nó trả lời. Nghe. Trả lời đi. Direct gì? Nếu mà đây chúng ta đang làm save đúng không? Save là cái gì? Vừa insert vừa update. Thế làm sao để biết là cái nào là insert, cái nào là update? Hả? Đã bảo cái trường hợp nó update thì sao? Trường hợp nó update validate fail thì redirect về đâu? Ừ đâu. Nhưng mà đường dẫn khác nhau, cùng một form nhưng đường dẫn khác nhau. Thì xem ở root xem. Không biết. Hả? Đâu? Return back. Return gì? Back như này à? Này hả? Này xong chưa An? Trỏ đến này à? With dollar with error á, này á, press gì không? Gì? Validator. Gì nữa? Thế thôi gì? Đã lại nha. Chắc chắn chưa? Được chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi muốn trả lại cái dữ liệu cũ của nó ở đây ra, trong trường hợp nó validate fail. Thành phần này không tán được gái. Nói chuyện lúng ba lúng búng, không biết ông nói cái gì luôn. With input đóng mở ngoặc thì input như nào? Hả? Vậy thôi gì? Thấy không? Rồi. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành là thêm một cái rule vào đây nữa nhá. Thêm một cái rule vào đây nữa là max min bằng 5 đi. Đúng không? Tiến hành add thêm một cái nữa. Min vui lòng nhập nhiều hơn 5 ký tự, ví dụ thế. Được chưa? Giờ tôi điền vào đây 1, 2, 3. Đổi rồi là sao? Tôi biết sai đâu à? Rồi đâu? Input đâu mà input? Hả? With input này có ý nghĩa gì? Ừ? Rồi đâu? Form này thêm cái gì vào đây? Value gì nữa? Đây, model kết name rồi. Trở đến đâu à? Đọc đi xem nào. Hài to gan thật. Nào đọc đi Tú. Linh chuẩn bị nhá. Đi nào.
Search chữ O cho mày xem nào. Không có rồi. Tức là viết như này. Đúng không? Trong này là O. Đô la O à? Mỗi hàm O rồi à? Tên của kết. Name như này. Rồi test nha. Tốt, đúng rồi. Chính xác này. Đúng chưa? Nó vẫn giữ lại được ký tự cũ. Thế nếu mà trong trường hợp update thì tính sao? Đây nhá, test thử nhá. Tôi edit thằng thể thao này nhá. Wow. Chưa làm cái update. À, root đâu nhỉ? Root này, admin này. Chắc là có màn hình update rồi chứ. What the hell. Thôi rồi, tí nữa làm. Ok, rồi tạm thời vậy đã. À, cách thứ ba nào Linh nào? Đây cách thứ hai xong rồi. Gì đấy? Ừ, cái gì đấy? Nào Linh, còn chưa? Đừng nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thế. Có cần phải ép không? Nào Linh, đọc đi. Sử dụng cái này này. Request HTTP request. Nếu nhớ không nhầm là cái này thì đây này. Accessing request. À không phải. Đây này, creating form request đây này. Dễ như thế này còn gì ạ? Tao có xử lý được không hả Linh? Linh! Đấy thấy nó lù lù ở đấy. Nó trong phần validation này. Creating form request này. Cần bao nhiêu thời gian để đọc? 5 phút. 5 phút nha. Giờ 8 giờ 24. Đến 8 giờ 30 nha. Linh không làm được đến lượt châm nha. Xem có xử lý được không ạ? Tôi thích dùng thằng request này nhất.
6 rồi. Chuyện bình thường đi làm còn căng thẳng hơn, ông phải cảm tưởng là một thằng cốt ba thằng ngồi xem ấy. Đấy mới vui. Nghỉ ra nó được. Nghỉ nó tiện, nó cầm chai rượu nghe nó tán chết. Nghỉ. Cái cảm giác nhà nó rung 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 thật. Kìa châm kìa, chạy đẹp, nhanh nhanh, vơ nó lên. Nhìn thấy châm sổ ra. Chắc là chạy mất cả dép cũng buộc. Tôi ngày xưa học giỏi văn mà. Kiểu tả siêu thực ấy. Anh chín rồi Linh ơi, xong chưa? Lâu thế. Có cần gọi sự trợ giúp của người thân không? Gọi anh chính đi. Ba mươi rồi. Nào đọc cho tôi nào. Linh Linh. Nhanh nhanh. Đọc đi. Hả? Sai thì sửa. Chấp chấp. Nào.
đau được không? Lại từ từ, lại cho 5 phút, cho đúng 5 phút, cho 6 phút cái gì? Hả? Cái gì? Châm nào? Có xử lý được không? Xếp. Sau này những cái form khác thì sao? Rồi. Giờ nó ở đâu? Đâu? Hay request. Rồi sao nữa? Rồi. Tên function là gì? Gì đó? Chấm. Ô mình cũng lúc có sai không ạ? Rồi. Rồi, không sao nữa. Biến gì? Cái gì? À, cái này hả? Copy. Mấy một cái gì? Thế mới dùng được ạ? À? Sao? Thử nhá. Rồi. Mình lại thiếu cái gì? Ra đây. Action, this action is unauthorized. True. Cái này có tác dụng gì? Chứng thực gì? Chứng thực gì? Chứng thực gì? Rồi đúng rồi. Bây giờ nó tôi viết thêm cái như lúc nãy có được không? Tức là bây giờ tôi xét thêm cái thằng Âu có được không? Có được không? Có được không? Được chưa? Xong. Xong phim. Ba cách. Như nhỉ? Còn ai thắc mắc gì không? Thắc mắc gì? Thế thì chỉ có ăn ở thôi. Nó nói tôi chạy còn được nữa là... Đẩy cô lên, ngâm cứu đi. Nó giọng rất lạnh lùng. Em lỗi, tôi gì? Bất. Bất thì đi bất đi mà trách lỗi.
Tại sao tôi nãy giờ gặp mấy cái bug tôi vẫn sửa được? Tôi không thích. Thấy chưa nhỉ? Với validate chúng ta có thể là chỉnh sửa một cái form hoặc là validate một cái form. Bây giờ chúng ta tiến hành làm phần tiếp theo để cho xong phần nốt phần category đi. Đó là chúng ta có cái hàm update đúng không nhỉ? Chưa có hàm update à? Tại sao mình lại chưa có nhỉ? Gì? Này là ngày bao nhiêu rồi? Này là ngày 28. Chuyển vào đây cái ID. Release gate mình vẫn bằng ôn vẫn như cũ. Đây chúng ta sẽ có cái category 2.2.file. Chờ cái ID kia. Chắc là có thôi. Chúng ta không tính cái trường hợp mà nó không có nhé. Không có chúng ta tự redirect nó về một cái trang nào đấy, trang 404 nào đấy. Được chưa? Thì đấy tự chúng ta làm thôi, tôi làm cho nó nhanh. Sau đó vẫn trả về admin get form các thứ. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là mở cái admin ra, cái file admin ra. Rồi thêm một cái root nữa. Đây là update. Trong này chúng ta sẽ có thêm là kết là update và edit. Và truyền tham số bắt buộc. Thằng kia lại đô la. Ý mình chết. Update. Và copy này vào trong cái list. Đúng chung. Ê, nó mới hay. Đúng nhỉ? Ê, remove này. Chúng ta có đây, edit chúng ta chưa có gì đúng không? Round với tham số là ID. Nó sẽ bằng với element. Chọn đến ID. Xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi. Edit thằng này. Đây. Như bình thường khi edit nó sẽ phải là cái gì? Phải là cái này này. Form đúng không? Đây này. Nó sẽ thay cho cái O này bằng cái $ model trỏ đến kết dưới name cơ, cái này cơ thì nó mới đúng. Thấy không? Này mới đúng. Thế vậy xử lý cái thằng O kia như nào? Rồi đâu đọc cho tôi xem nó cú nào. Thêm O ở đâu? O O cái name chạy ai? Ô sao vậy? Edit này back lại nhá. Edit một thằng nào đấy nó an toàn một tí. His A hai nhá. Có được đâu. Đó là nó phải trả lại chữ số 2 đúng không? Bây giờ sao? Chỉ có ông nghĩ ra cái giỏi. Sao? Có cách nào? Tôi cũng chưa nghĩ ra. Chúng ta sơn Laravel 5 validate update form with O.
Oh, username. Đây à? Dạ. Mình vừa làm gì vậy? Đây. Test thử phát chơi. Chẳng biết có chạy được. Hit này. Đã. Được chưa? Được chưa? Xong. Đây một vấn đề tôi cũng chả gặp bao giờ. Đây, xin nhỏ vào nhá. Đây, cái đoạn này. Cái O này thực ra nó lấy lại cái flash session. Biết flash session là gì không? Mấy đứa biết? Được rồi. Tôi biết. 1, 2. Thế giờ cái flash session là gì? Đúng rồi, chính xác. Nó là vẫn là session, chúng ta học session rồi đúng không? Session là một cái biến dạng global. Kiểu dữ liệu của nó là array đúng không? Nó lưu, nó tạo ra rồi thì nó sẽ lưu mãi đấy, đúng không? Nhưng flash session nó cũng là session, nhưng mà nó chỉ tồn tại sau đấy một request mà thôi. Đấy là cái flash session. Thì nó sẽ kiểm tra xem có cái flash session nào kết name không. Nếu mà có thì hiển thị cái giá trị của cái kết name, còn nếu không có thì hiển thị cái giá trị này. Xong chưa? Đấy là cái tác dụng của cái hàm O này. Nếu mà truyền 200 số. Xong chưa? Đấy là giải quyết xong phần update đúng không? Và validate form. Xong. Xong rồi. Đúng. Nó áp dụng nhiều chỗ lắm. Đúng không? Chỉ áp dụng thế thôi. Được chưa nhỉ? Xong, hôm nay hết bài rồi đấy. Buổi sau chúng ta sẽ nghiên cứu phần này. Các bạn về đọc trước cho mình. Nghĩ nào? Chờ đi. Update category. Nói chuyện về Git đi gì? Thì Git chúng ta đang làm như nào?